Các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái phần cài đặt DNS. Thì DNS là viết tắt của từ gì? Là viết tắt của từ Domain Name System. Thì mục đích của DNS server này là phục vụ để phân giải tên miền. Thì để làm được thì chúng ta phải cấu hình như thế nào? Thì các bạn chú ý trên đây thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn. Thì trước tiên chúng ta phải chuẩn bị hai cái, tôi chuẩn bị cái máy server. Thì ở đây tôi có chuẩn bị sẵn và tôi cài trên phần mềm máy ảo luôn để cho tiện sử dụng. Máy ảo server 208 này tôi đã cài trên đây rồi. Thì tôi dùng máy của 208 này làm máy chủ cấp cài DNS. Các máy con sẽ dùng các máy chạm này, máy con hay gọi ngoài là máy con là sẽ dùng để kiểm tra coi coi là chúng ta đã cài thành công chưa. Khi chúng ta cài thành công thì chúng ta đứng dưới máy này, chúng ta kiểm tra thì nó sẽ thông trên đây. Thì trước tiên tôi sẽ lên server tôi cài DNS trước. Tôi chọn full server 208. Tôi nhấp nút full để chúng dễ sử dụng. Nút này. Rồi. Bây giờ chúng ta vào Start. Chọn Server Manager. Và trước tiên các bạn, chúng ta cài DNS thì chúng ta máy chúng ta phải chuẩn bị full server rồi. Nhưng mà chúng ta phải cài cái máy chủ, chúng ta phải điền vào cái mục DNS trong cái cặp mạng nữa. Chúng ta nhấp phải property lên. Network, nhấp phải Network, chọn Property. Chúng ta chọn mục Network Manager Connection. Chúng ta nhấp chuột phải vào một cái cặp mạng, chọn Property. Rồi chúng ta sẽ chọn để cài cái DNS và chúng ta đang xài là IPv4. Chọn nó, Property. DNS thì chúng ta phải cài thêm vào đây các bạn này. Thì máy này đang đóng vai trò là máy chủ cấp DNS. Thì chúng ta sẽ điền địa chỉ IP của máy này vào 1.0.0.1. Chúng ta có thể dùng default gateway thế chỗ về đây cũng được, khỏi ha. Máy server chúng ta thì chúng ta không có điền máy này, tại vì nó chính là server rồi mà ha. Chúng ta không có điền máy này nữa. Ok. Nếu chúng ta muốn ra net thì ta phải điền nó sao? Mình tôi chỉ sử dụng mục dưới cùng thôi ha. Bấm log. Như vậy là quá trình cài đặt IP đã thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt phần mềm. Vào Start, chọn Server Manager ha. Chúng ta chọn mục Room. Khi mục Room bên này xuất hiện, chúng ta kéo chuột xuống hoặc là chúng ta đợi một chút nó sẽ xuất hiện ra cái mục là Add Room ha. Add Room. Đó, chọn vào đây. Add Room xong ta chọn Net. Tức là chúng ta thêm. Thì chúng ta sẽ chọn thêm cái mục là DNS server, check chọn ở đây ha. Rồi chọn net. Rồi các bạn chọn net tiếp. Rồi install để cài đặt vào. Đây là quá trình cài đặt đang diễn ra, chúng ta phải ngồi đợi. Tùy theo cái máy nhanh hay chậm, nó sẽ nhanh hay chậm tùy theo máy ha. Khi cài đặt xong nó sẽ thông báo chúng ta biết. Rồi, quá trình cài đặt thành công ha, nó báo chúng ta biết rồi này. Rồi bấm load. Rồi, tắt luôn cái giao diện này các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình. Bước thứ 3. Bước thứ nhất là cài IP, bước thứ hai là cài đặt. Để cho DNS domain name system. Rồi, bước thứ ba chúng ta sẽ vào Start. Admin Master Tool, chọn mục DNS để chúng ta cấu hình. Rồi đây là giao diện của nó hiển thị lên. Rồi thì để cấu đội hình trước tiên chúng ta nhấp phải vào mục forward
lookup role, chúng ta new, rồi next. Mặc định chúng ta mới thì chúng ta nên chọn mục đầu tiên, đó, primary role. Role chúng ta đặt tên role vào đây, tên miền của chúng ta vào đây ha. Role thực ra nó là miền và domain của lọt miền thì chúng ta đặt cái tên domain ha, thực ra cái tên miền này. Tên role, ví dụ tôi đặt role của chúng tôi là toán.com. Rồi chọn net để mặc định ha, net, và chúng ta mặc định luôn update sao. Rồi finish. Sau khi tôi tạo được cái role cái trong mục forward thì các bạn chú ý, tôi sẽ đây là chúng ta mặc định nó đã tạo sẵn chúng ta là SOA và NS, thì hai mục này chúng ta cũng nên chỗ IP về cái mục này luôn để khi người dùng gõ cái tên máy tính của ta nó cũng truy cập vào đây. Tại vì cái mục này là chính cái tên hot, cái tên máy tính của ta này. Rồi thôi, nhưng mà hai mục này tôi để nguyên, tôi không có hình nữa, sợ nhiều các bạn sẽ rối, nên tôi để mặc định đây. Tôi nhấp phải chọn new, tôi chọn là new hot. Khi người dùng trên mạng gõ cái chữ là World Wide Web thì nó sẽ lập World Wide Web, mặc định nó chỉ có là chữ là toán.com thôi, nhưng nếu các bạn muốn mà có chữ World Wide Web đằng trước nữa thì bạn là World Wide Web chấm. Thì khi người dùng gõ cái tên này thì nó sẽ về cái máy chủ nào để lấy lên, thì tôi sẽ dùng cái máy chủ là 1.0.0.1, tức là cái máy server. Ở đây nếu người dùng chọn chữ là PTR thì trong này nó sẽ có cái mục là phân giải ngược. Nếu trường hợp chúng ta có rồi thì chúng ta mới chọn một mục phân giải ngược này, còn nếu không chúng ta để nguyên mặc định nhé. Tốt nhất ta để mặc định, bấm add hot, rồi thành công. Tương tự khi người dùng gõ chữ của quay web rồi toán.com thì nó sẽ vào về cái máy này lấy lên. Như vậy chúng ta có thể gõ là mail cũng được, là FBT FBT cái này, rồi IP server của chúng ta là của cái này 1.0.0.1, đó IP server của FBT này. Rồi finish. Tương tự chúng ta sẽ dùng cho gì đây, mail đó, mail chấm cái này đó, thì nó sẽ về máy chủ mail lấy ha. Máy chủ mail chúng ta, tôi lấy máy này là máy chủ luôn, thì là 1.0.0.1 at hot. Rồi thành công. Rồi tương tự như vậy các bạn hãy tạo nhiều cái tên khác, tôi để mặc định ha. Rồi tôi tiếp theo tôi qua cái mục thứ hai, tôi sẽ mục này là phân giải ngược, tôi chọn add new role. Lúc nãy chúng ta là phân giải từ dạng chữ ta chuyển thành số, bây giờ ta đổi thành số đưa giải ngược lại. Nét để mặc định luôn ha. Rồi IPv4 luôn, ta sử dụng IPv4 mà. Nét cái đường đi của mạng của ta ha là 1.0.0, cái số cuối cùng nó tối, tức là nó sẽ về cái máy chủ nào nó sẽ lấy, thì nó sẽ chúng ta sẽ chỉ đường dẫn cho nó về cái máy nào để lấy ha, nên một ngày sẽ bị tối. Net net rồi net finish. Rồi bây giờ chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta sẽ nhấp phải, chúng ta chọn mục là new monitor, thì chúng ta sẽ định dạng nó cho nó đây, tại vì chúng ta là .1, và đồng thời nó sẽ về khi người dùng gõ cái tên nó sẽ phân giải ngược để cái máy này lấy lên đây của quay web. Đó, hot IP cái này và cái domain name là cái này. Ok, tương tự lấy tiếp cho nó thêm cái gì đó, IP address chúng ta là 1 đi. Rào rồi FPT. Ok, tiếp new monitor ha. Chúng ta nhấp chuột phải bên đây cũng được các bạn này, chọn new monitor nhấp phải đây cũng được ha. Tùy. Đấy. Rào mail ha. Ok rồi, sau khi xong rồi thì chúng ta xuống máy chạm, tức là cái máy client này các bạn này. Chúng ta kiểm tra, thì để kiểm tra thì trước tiên cái máy của ta cũng phải có DNS trước nè. Để kiểm tra thì có nó nhanh nè. Máy này nó có DNS là này nè. DNS nó là 1.1, nó về server ta lấy đấy. Default với quay nó chỉ đường đi về đó. Rồi ok nhanh. Muốn chắc ăn thì về lại nữa. Rồi sau khi xong chúng ta vào máy cũ, xuống máy chạm là máy 2.3 nè. Chúng ta vào run đi. Chúng ta gọi cho CMD, bấm ok. Đây chúng ta kiểm tra ở đây. NS, chúng ta gọi cái lệnh NS
lớp cấp. Rồi chúng ta enter. Nó báo là hiện tại cái máy này thì đã có này ha. Bây giờ nó đã kết nối với server các bạn này. Server chúng ta là gục quay web, tại vì nãy lớp cấp kiểm tra cái domain name system mà, thì chúng ta gọi là có cái domain name system là hiện tại trên mạng nó đang tồn tại cái domain name system là của quay web toán.com và IP của nó là này. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử cái chữ của quay web của chúng ta coi. Enter cái thử. Thì khi người dùng gõ chữ của quay web thì chúng ta gõ chữ của quay web thì nó được kê là server này. Này này. Đó. Nó báo là không có tìm thấy cái server của web tại vì chúng ta gõ thiếu. Như vậy chúng ta phải gõ là của quay web toán.com thì lúc này nó có thể tìm ra. Của quay web toán.com. Rồi enter. Thì lúc này nó tìm ra được cái IP server là buộc quay web toán.com. Còn trường hợp chúng ta gọi thiếu như thế này rồi tôi gọi này, tôi cố tình tôi tạo ra cái tình huống này để các bạn một số trường hợp gọi thiếu nó không ra, chúng ta bị không biết, chúng ta tưởng đâu nó dài dòng, chúng ta tưởng nó thành công, không phải đâu, như thế này là chưa được, báo sai, nó không có tìm thấy cái server của quay web này ha. Cái server này bị lỗi, không có, nó chỉ có tồn tại cái server là buộc quay web toán.com chứ không tồn tại cái server buộc quay web này. Nên báo là cannot find của quay web server farm. Rồi như vậy chúng ta sẽ kiểm tra là mail .toán.com. Rồi chúng ta enter thì nó cũng tìm thấy. Rồi chúng ta tương tự kiểm tra cho là fpt.toán.com. Rồi. Nếu nó tìm thấy nó sẽ báo cái server ra. Rồi, server của chúng ta là server name là cái này. Và cái IP của server là này. Thì chúng ta gõ một cái từ bất kỳ thử coi nó có ra không. Chúng ta gọi là p mt.com thử cái này có tồn tại, báo không tồn tại ha, tại chúng ta đâu có tạo đâu. Rồi như vậy chúng ta kiểm tra như vậy là thành công các bạn ha. Đó, chúng ta kiểm tra mà chúng ta gọi cái tên này. Đó, thông báo phải báo cho chúng ta biết là tìm thấy cái server domain trên mạng hiện tại là này, và đồng thời cái server mà domain là cái tên là này, cái tên của server là cái này. Đó, rồi và address đây. Rồi như vậy là quá trình cài đặt là DNS domain name system tới đây kết thúc. Chúng ta thoát lại nhé. Exit, enter. Rồi exit luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công rồi. Rồi kết thúc. Nếu các bạn thắc mắc thì các bạn lại liên hệ với mình qua file. Rồi có gì mình lại giải đáp. Đó. Thì trường hợp cái bài này của mình là mình cũng làm bước đơn giản, vẫn đang còn nhiều bước cấu hình sâu hơn nữa, đây mình chỉ làm bước cơ bản thôi. Đối với những người mà không biết thì nó cũng hơi phức tạp, nên là mình làm video đơn giản để chúng ta cùng tham khảo. Còn những bạn nào nâng cao hơn, giỏi hơn thì các bạn có thể làm thêm, tìm hiểu thêm. Rồi tôi xin tạm dừng.